Thủy Tiên chủ động làm lành nhưng Nawaz vẫn còn lửa hận thù, nhất quyết không thay đổi một chuyện. Nhân dịp sinh nhật ông Nawaz, Thủy Tiên đã đăng tải story chúc mừng sinh nhật cha đẻ của Mick Grant International. Thế nhưng dân tình phát hiện, dù đã đăng lại story con gái ruột, nhưng ông Nawaz vẫn không làm một chuyện với nàng hậu. Vừa qua, Thủy Tiên bất ngờ đăng tải một bài đăng nhằm chúc mừng sinh nhật của chủ tịch Mick Grant, ông Nawaz. Chú ý, trong khung ảnh chung, cả hai còn gây sốt vì vô cùng thân thiết. Đặc biệt, Thủy Tiên còn gọi ông là Papa và gửi lời chúc mừng ngọt ngào đến nam chủ tịch khiến khán giả không khỏi thích thú. Đặc biệt, trên story ở trang cá nhân, Thủy Tiên cũng đăng tải lời chúc. Ngay sau đó, chủ tịch của thi nhan sắc này cũng đã chia sẻ lại story của con gái cưng. Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện ra cho đến hiện tại, ông vẫn chưa bấm theo dõi tài khoản của Thủy Tiên sau khi loạt ồn ào dần chìm xuống. Cuối tháng 6 vừa qua, các diễn đàn sắc đẹp Việt Nam xôn xao việc Hoa hậu Thủy Tiên gỡ bỏ danh hiệu Miss Grand International, Hoa hậu Hòa bình quốc tế khỏi trang cá nhân có hơn 2,3 triệu người theo dõi. Trên nền tảng Facebook, trang cá nhân và fanpage của Thủy Tiên cũng đều gỡ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình quốc tế khỏi phần tiểu sử. Sau đó không lâu, ông Nawaz có thái độ thẳng tay bỏ theo dõi nàng hậu và lên tiếng cho rằng hành động của Thủy Tiên là thiếu chín chắn. Từ vụ việc này khiến các fan sắc đẹp bất ngờ bàn tán xôn xao, nhiều người cho rằng mối quan hệ của Thủy Tiên và ông Nawaz đã không còn như trước, thậm chí đã cạch mặt nhau. Cư dân mạng cho rằng Thủy Tiên không nên gỡ danh hiệu này bởi chính việc đăng quang họa hòa bình quốc tế đã khiến tên tuổi cô được biết đến sâu rộng và có tầm ảnh hưởng như ngày nay. Trước những phản ứng trái chiều từ dư luận, Thủy Tiên đã livestream thừa nhận hành động nông nổi và vội vã khi gỡ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 trên trang cá nhân. Người đẹp xin lỗi người hâm mộ và tổ chức Miss Grand International, cô bật khóc chia sẻ: "Tôi xin nhận lỗi về bản thân tôi trước, tôi đã suy nghĩ mọi thứ một cách hơi đơn giản và vô tư quá mức. Lúc đó tôi đang sắp xếp lại Instagram thì tôi muốn viết một câu gì đó mà thể hiện đúng bản thân, nhưng mà tôi chưa nghĩ ra nên tôi đã bỏ trống và không để ý đến." Sau đó bà Teresa, phó chủ tịch Miss Grand, có nhắn tin đến: "Thì tôi mới bảo là có nhiều người cũng không để ý vì đó là trang cá nhân nên tôi mới nghĩ đó là việc bình thường. Sau khi nghe bà Teresa giải thích thì tôi mới thấy mình vô tư quá nên đã nhanh chóng bổ sung trở lại, nhưng mà sự việc đã quá muộn vì tôi biết ông Nawaz đã hủy theo dõi tôi." Theo đó, Hoa hậu Thủy Tiên, việc gỡ bỏ danh hiệu Miss Grand International 2021 chỉ là một sự cố, chia sẻ về lý do giữ im lặng giữa lùm xùm với ông Nawaz, Hoa hậu Thủy Tiên cho biết: "Tại sao bây giờ tôi mới lên tiếng? Bởi vì tôi thực sự muốn nói chuyện với ông Nawaz một cách rõ ràng trước để xóa tan mọi hiểu lầm. Tôi không muốn nói điều gì đó trước đám đông, trước khi những hiểu lầm giữa hai người được giải quyết. Lúc đó có rất nhiều suy đoán từ mọi người mà tôi nghĩ nó cũng bắt nguồn từ hành động của tôi. Tôi nghĩ tôi phải trả giá cho những điều đó, tôi chấp nhận lỗi sai của mình." Nguyễn Thúc Thủy Tiên, sinh năm 1998, đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 tổ chức ở Thái Lan và giành ngôi vị cao nhất. Cô là người đẹp Việt đầu tiên đăng quang danh hiệu này. Trước đó, Thủy Tiên từng đạt danh hiệu Á khôi 1, Hoa khôi Nam Bộ 2017 vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng với giải thưởng Người đẹp nhân ái. Người đẹp sau đó đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu quốc tế 2018 ở Nhật Bản. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021, Thủy Tiên trở về hoạt động trong nước. Cô được đánh giá là người đẹp có nhiều hoạt động, đóng góp nổi bật. Thủy Tiên từng nhận bằng khen gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.